Mà không ai giúp em hai sao rồi. Tiếp đi. Phải lên level cao mới đánh được không? Lên level cao mới dễ đỡ bị sập hơn đúng không? Anh comment admin lên nhanh lắm. Admin 7 là admin kích lì nha mọi người, nên là mọi người hả, đừng có admin 7 làm gì hả. Ờ anh đi ngủ đi, anh đang cầm anh đi. Em like chút ngủ thôi em ngủ. Tại giờ đang view cao ấy, để kéo follow cho nhanh. Em đâu biết đâu, hoặc là đôi khi admin kích nhầm hả anh. Ở chỗ em hơi lạnh á. Thank you anh LT. No, kick me, kick me, kick me. Ô đông vậy. Nhà này thuê làm gì đông vậy? À ok nữa. Cho em qua mời đi. Cảm ơn anh chị.